Để Đức cho hỏi, lúc Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật có kêu trưởng lão Ananda lại có nói có một số giới luật nhỏ không quan trọng được chỉnh sửa cho phù hợp với thời điểm sống không? Hay câu này do các vị trưởng lão tự ý nói? Theo con được biết là Đức Phật nhập Niết Bàn chỉ có nói với trưởng lão Ananda. Này Ananda, chỉ có tịch ta là tịch diệt thôi, còn chánh pháp không có tịch gì, các con hãy lấy giới luật chánh pháp làm thầy, hãy tự đốt đuốc lên mà đi. Bản thân cái câu là được chỉnh sửa lại cho phù hợp thời điểm sống, câu này Đức Phật không có nói, mà Đức Phật nói như thế này. Đó, ha, Đức Phật nói như thế này. Này Ananda, nếu chú tăng chúng muốn sau khi ta diệt độ có thể hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt chi tiết. Đức Phật nói như thế nha, Đức Phật nói như thế trong kinh Đại Bát Niết Bàn ha, trong kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm 6. Để ý kỹ từng câu nha. Nếu chúng tăng muốn sau khi ta diệt độ có thể hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt chi tiết, chứ Đức Phật không hề nói rằng một số giới luật nhỏ không quan trọng được chỉnh sửa lại cho phù hợp với thời điểm sống. Quý vị có phân biệt được hai chuyện này khác nhau không? Có thấy hai chuyện này khác nhau không? Hả? Hai chuyện này rất là khác nhau ha. Một cái đó là Đức Phật nói là được bỏ, có nghĩa là bỏ thôi, chỉ được bỏ thôi, chứ còn anh không có được quyền gọi là chỉnh sửa cho phù hợp với thời điểm sống của anh. Hai cái đó là hai cái khác nhau nè. Lý giải cái kiểu mà chỉnh sửa đó là nó chết cái giáo pháp này đó. Nó chết cái giới luật. Chẳng thà đó, anh thấy anh giữ không nổi thì chư tăng hợp lại có thể bỏ, chứ anh không có được chỉnh sửa. Anh không được chỉnh sửa. Còn một điều nữa. Nó là Đức Thế Tôn có nói như thế này, là bốn cái y cứu pháp, bốn cái y cứu pháp đó là sau khi Như Lai diệt độ, những cái gì mà Thế Tôn chưa cấm mà xét nó trái với giới luật, trái với kinh và luật thì chư tăng không được làm. Còn Đức Thế Tôn chưa cấm mà xét mà nó không có trái với kinh và luật á, thì chư tăng được làm. Và cái gì mà Thế Tôn chưa có cho phép mà xét thấy nó trái với kinh và luật á, thì chư tăng không được làm. Và cái gì mà Thế Tôn chưa có cho phép mà chư tăng xét thấy nó không trái với kinh và luật thì được làm. Có nghĩa là những cái điều gì mà Đức Phật cấm hoặc là chưa cấm hoặc là chưa cho phép muốn làm hay không thì phải xét coi nó có phù hợp với kinh và luật hay không, chứ không phải là mình cứ tự ý mình sửa chữa. Đức Phật không cho phép sửa chữa, quý vị nên nhớ. Bỏ thì có thể bỏ, nhưng mà sửa thì không cho sửa. Nhưng mà khi mà ngài Kassapa, có nghĩa là ngài Ca Diếp, ngài có hỏi là ngài Ananda là có biết là cái giới luật nào được Đức Phật cho là nhỏ nhặt hay không, thì ngài Ananda không, khi đó thì đâu có tâm trí đâu mà lại đi hỏi. Đây.
Thì chư tăng mới bàn luận với nhau, chư vị thánh tăng A La Hán mới bàn luận với nhau. Có vị cho rằng các cái học pháp, những ưng học pháp là nhỏ nhặt có thể bỏ. Có vị thì cho rằng những cái tội tác ác là ưng học pháp là nhỏ nhặt có thể bỏ. Có những vị cho rằng cái tội ưng đối trị là nhỏ nhặt. Có vị cho rằng ưng xả đối trị là nhỏ nhặt. Có vị cho rằng tăng tàn là nhỏ nhặt. Thì chính vì cái quan điểm về cái sự nhỏ nhặt nó khác nhau của các vị A-la-hán, cho nên Ngài Kassapa quyết định là Đức Thế Tôn ban học những cái điều học như thế nào thì giữ nguyên y như thế đó. Nó trong kinh Nghi Tiên Vấn Đáp á, được ví dụ như thế này, giống như là một cái nhà vua khi mà truyền ngôi lại cho con, có nói với đứa con là con nhắm sau này cái bờ cõi của mình, cái biên giới của mình, nếu mà con thấy cái chỗ nào mà nó xa quá, nó hẻo lánh quá, nó nhỏ quá thì con có thể bỏ đi. Nhưng mà theo quý vị thấy đó, thì cái người con, cái vị hoàng tử mà thừa kế ngai ngai vàng đó, thì ấy có nên bỏ bất kỳ một cái biên cương, một cái lãnh thổ nào hay không? Hình như là không ạ. Đấy.